Xin chào các bạn, tôi là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Cường đến từ nha khoa Ocean. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một chủ đề mà rất nhiều người quan tâm. Bác sĩ Cường thường gặp câu hỏi của rất nhiều khách hàng bị mất răng là so sánh giữa cái phương pháp mà trồng răng nhân tạo implant với phương pháp là cầu răng, làm cầu răng theo phương pháp cổ điển và những ưu nhược điểm của từng phương pháp. Thì sau đây bác sĩ Cường xin chia sẻ về ưu nhược điểm của hai phương pháp trên. Trước hết là implant là gì, hay còn gọi là implant hay còn gọi là chân răng nhân tạo. Đó là một phương pháp mà chúng ta sau khi mà bị mất răng, chúng ta sẽ đặt một cái chân răng nhân tạo hay còn gọi là implant, được thành phần là titanium, đặt vào vị trí mà tương ứng với vùng chân răng bị mất và giúp cho hình thành một cái chân răng nhân tạo mới. Dựa trên đó chúng ta sẽ làm hồi phục cái phần thân răng, chính là chiếc răng của các bạn, để giúp cho các bạn ăn nhai một cách dễ dàng hơn mà không phải mài đi hai chiếc răng bên cạnh. Phương pháp làm cầu răng truyền thống là gì? Đó là phương pháp mà chúng ta khi mất một chiếc răng thì chúng ta sẽ phải mài chỉnh hai răng bên cạnh để làm thành một cái cầu răng. Như trên tay tôi đang có hình ảnh một cái mô hình. Chúng ta sử dụng phương pháp làm cầu răng truyền thống thì chúng ta sẽ cần phải mài hai chiếc răng bên cạnh, sau đó thì chúng ta mới lắp cái cầu răng lên trên. Phương pháp này có những cái nhược điểm rất là ảnh hưởng, là nó sẽ làm cho hai răng bên cạnh là răng lành mà chúng ta phải mài đi, rồi cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà ê buốt, rồi ảnh hưởng đến ăn nhai, và đặc biệt là cái thời gian sử dụng của cầu răng thường chỉ kéo dài từ 5 đến 10 năm, sau đó thì sẽ có những hiện tượng như là bị sâu răng, rồi bị viêm tủy, bị tụt níu, tụt lợi, ảnh hưởng rất nhiều đến cái sinh hoạt của các bạn. Ngoài ra là lúc ban đầu khi mà đeo cái hàm cầu răng này thì các bạn sẽ cũng có cảm giác khó chịu cho việc ăn nhai cũng như là phát âm, việc thích nghi cũng sẽ khó hơn rất là nhiều. Để khắc phục những cái nhược điểm như vậy thì khoa học hiện đại, đặc biệt là trong ngành nha, mới phát minh ra cái implant, hay còn gọi là chân răng nhân tạo. Các bạn đã từng nghe về việc mọc răng lần thứ nhất, mọc răng lần thứ hai, đó chính là thời kỳ răng sữa và thời kỳ thay răng vĩnh viễn, và mọc răng lần thứ ba, đó chính là phương pháp cấy ghép răng, hay còn gọi là trồng răng implant mà các bạn đã được biết. Thì phương pháp này chúng ta không hoàn toàn không phải mài hai răng bên cạnh, mà chúng ta chỉ có đặt một cái chân răng nhân tạo vào trên xương hàm, sau đó thì chúng ta làm một chiếc răng giả vừa với kích cỡ của cái vùng mất răng. Điều này sẽ làm cho chúng ta hạn chế được những cái việc là không phải mài hai răng bên cạnh, không bị tiêu xương, dễ dàng thích nghi trong quá trình ăn nhai và quá trình phát âm, quá trình nói chuyện. Các bạn ngay từ đầu khi mà lắp vào, các bạn sẽ có một cái cảm giác là như là một hàm răng tự nhiên của bạn. Ngoài ra thì một yếu tố vô cùng quan trọng là việc là cái thời gian mà lưu giữ hàm implant trên hàm thật là thường là được bảo hành từ 10 năm đến trọn đời. Đồng nghĩa với việc là chiếc implant này khi mà bạn đã lắp vào trên xương hàm đúng kỹ thuật thì cái sự tích hợp xương nó sẽ giúp cho xương hàm của bạn được ổn định, cho các răng khác được ổn định, và sẽ giúp cho cái quá trình sinh hoạt, quá trình ăn nhai cũng như là cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn rất là nhiều so với khi mà các bạn bị mất răng. Trong video này thì bác sĩ Cường đã chia sẻ với mọi người về những ưu nhược điểm của phương pháp trồng răng nhân tạo implant so với phương pháp là làm cầu răng cổ điển. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.